Ok, vậy là coi như tạm thời đó hả? Mình đã hoàn thiện cũng như là chỉnh sửa xong một chút về cái hố dung nham này ở trong ngôi làng Minecraft của mình. Mình nghĩ rằng đó hả, là với cái hố dung nham như thế này á, thì sau này mình và các ông dân làng có thể dễ dàng xuống dưới đây để mà làm một vài chuyện với dung nham, giống như đó hả, là có thể chế tạo ra những cục hắc diện thạch này nè. Mình nghĩ rằng á là vào ngày mai thì mình sẽ lên đường và thực hiện đó hả một cái công cuộc, đó chính là đi tìm kim cương để mình có thể đào được hết toàn bộ những viên hắc diện thạch này, rồi mình sẽ xuống dưới địa ngục đó nha để có thể tiếp tục công việc của mình và đi tìm cổng Dien. Rồi bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình cũng đang thấy khá là mệt mỏi rồi đó. Mình ở dưới cái hang này nè cũng đã quá lâu rồi, nên mình thật sự không biết á là thời gian đã trôi qua được bao nhiêu lâu. Nên mình nghĩ rằng bây giờ sẽ là lúc mà mình cần phải rời khỏi cái hang này để mà có thể đi lên và quay trở về lại ngôi nhà của mình. Rồi, mở cửa ra và đóng cửa lại thôi. Mau chóng lên đường thôi nào. Và ok, có vẻ như bây giờ cũng đang khá là trễ rồi đó. Mặt trời đang dần dần lặn xuống rồi nè, nghĩa là chỉ vài phút nữa thôi, chắc chắn đó hả là ngôi làng Minecraft của mình sẽ chìm trong bóng đêm, chìm vào buổi tối trong thế giới Minecraft. Mau chóng quay trở về lại ngôi nhà của mình và đi ngủ thôi nào, trước khi đó hả trời tối á thì nguy hiểm lắm luôn. Rồi về nhà thôi nào. Và hả, từ từ, what, cái gì đây? Tại sao ở trước ngôi nhà của mình ngày hôm nay lại có một cái rương đồ như thế này? Mà mỗi lần trước ngôi nhà của mình có một cái rương đồ á, thì điều đó cũng đồng nghĩa đó là ngày hôm nay mình có thư. Đâu, để mình thử mở cái rương đồ ra coi thử nha. Và what? Tôi đang nhìn thấy cái gì kinh dị thế này? Ở bên trong cái rương đồ của mình có một cái what? Máu dân làng. Hả? Máu dân làng có nghĩa là sao? Đã có kẻ nào đó cố tình á hả bỏ máu dân làng vào bên trong cái rune đồ này nè, để mà giống như là cảnh báo mình vậy đó. Nhưng mà kẻ nào mới được? Rồi từ 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 từ, còn chưa kể cái màu xanh xanh này là cái gì đây ta? Hả? Sonic? What? Sonic có nghĩa là cái gì? Mà mình nhìn kỹ đấy nha, cái mà cầm trên tay của mình hiện tại bây giờ nhìn giống như là lông của Sonic hay sao á. Wait, what? Vậy là đừng nói với mình rằng đó nha, là ngày hôm nay đã có kẻ nào đó cố tình mang những cái món đồ này để mà cảnh báo với mình rằng là ngôi làng Minecraft của mình đang chuẩn bị xảy ra một cái phi vụ, một cái vụ việc gì đó cực kỳ kinh khủng liên quan tới Sonic nha. Ê, hơi ghê rồi đó. Thôi, bỏ vô lại bên trong đun đồ đi. Và bây giờ mình nghĩ rằng đây hả sẽ chính là lúc mà mình cần phải đi tìm hiểu về cái vấn đề lần này. Tại sao nó nha lại có kẻ bỏ những cái món đồ kỳ kinh khủng và kỳ lạ như thế vào bên trong cái đun đồ của mình, và hả mục đích của hắn ta làm như vậy là để làm cái gì? Khó hiểu thật sự luôn. Đâu, để mình thử lại nhà thông báo coi thử coi. Và coi nè, bên trong nhà thông báo có những cái tấm biển đang ghi về một cái gì đó: ngôi làng chúng ta vừa xây nên một ngôi nhà xem phim. Ở đó có sẵn rất nhiều những bộ phim mà mọi người có thể cùng xem. Nhưng đặc biệt hãy nhớ rằng chỉ được phép xem phim của làng, không được quyền xem những bộ phim vi phạm đạo đức tiêu chuẩn. Mọi người và các dân làng xem phim vui vẻ nhé. Hả? Cái gì vậy? Trong ngôi làng của mình ngày hôm nay có một ngôi nhà xem phim sao? Nhưng mà các ông dân làng đã xây nên ngôi nhà này từ lúc nào vậy ta? Và mình đang nghĩ rằng đó nha, là cái ngôi nhà xem phim này nè, nó có liên quan gì đó tới máu của dân làng và lông của Sonic hồi nãy mà mình nhận được ở trong cái đường đồ kia á. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ mình nghĩ rằng đó hả, là mình sẽ cần phải mau chóng tới chỗ cái nhà xem phim này để coi thử xem nó nha, là liệu nó trông như thế nào và nó có liên quan gì tới cái lông Sonic và máu dân làng hay là không. Và ở đây coi nè, nhà xem phim nè, mình đã nhìn thấy rồi. Và mình nghĩ rằng đó nha, ngôi nhà này đó hả chắc hẳn rất có thể chính là ngôi nhà xem phim á. Nhưng hả, cái gì đây? Tại sao ở đây là có vết máu nhỉ? Và coi nè, từ từ để mình suy đoán một xíu nha. Ở đây thì có vết máu, còn cái cây này nè thì lại bị mất đi một miếng lá. Mình đang nghĩ rằng nó hả là rất có thể ở bên dưới cành cây này nè, ở bên dưới cái cây này đang ẩn chứa và đang giấu kín một cái thứ gì đó. Thôi được rồi, bàn chế tạo. Và để mình đặt bàn chế tạo của mình ra.
Sau đó mình sẽ làm một cái xẻng. Ok, một cái xẻng đá. Và bây giờ để mình thử đào bên dưới cây này nha, coi xem hả là liệu rốt cuộc có cái gì. Bởi vì mình nghĩ rằng đó hả, không có lý do nào mà tự nhiên là có những cái vết máu như thế này mà lại dẫn tới cái cây hết trơn đó. Đâu, đào thử coi và coi nè. Đúng luôn thấy không? Mình đã suy đoán đúng rồi. Ở dưới cây này đó nha, có cái đường đồ. Và mở ra coi. Hả? Bên trong cái đường đồ này có một cái đĩa. Mà cái đĩa này là đĩa nghe nhạc mà. Ơi, nhưng mà không, từ từ. Cái đĩa này tuy là đĩa màu đen và bản chất của nó đó nha chính là đĩa CD C41811. Tuy nhiên tên của nó đó hả lại là đoạn phim. Đoạn phim có nghĩa là sao? Hay có khi nào nếu như chúng ta bỏ cái đĩa này vô trong hộp nhạc thì những bộ phim sẽ bắt đầu hả được bật lên đó ta? Đâu? Vậy thì để mình bây giờ thử vào bên trong. Wait, what? Tôi đang nhìn thấy cái gì đây nhỉ? Tại sao ở phía dưới này đó nha? Ở phía dưới sàn nhà hiện tại bây giờ có cực kỳ nhiều những vết máu luôn. Và coi nè, mình đã nhìn thấy được cái hộp nhạc này. Tuy nhiên ở bên dưới hộp nhạc lại có những cái hở đường redstone. Mình nghĩ rằng nếu như đó nha, chúng ta bật cái hộp nhạc này lên đó, bỏ cái đĩa DVD này vào nè, thì đó hả đoạn phim sẽ được bật lên. Và ở đây rương đồ nè, đây là những mảnh phim. Wait, what? Cái gì thế? Từ từ, chúng ta cùng nhau phân tích lại một xíu nha. Cái bản thông báo nói rằng là các ông dân làng chỉ được phép xem phim mà có sẵn ở trong nhà xem phim mà thôi, không được phép đó hả xem những đoạn phim khác. Vậy thì mình nghĩ rằng cái rương đồ này nè chính là nơi mà để bỏ những cái đoạn phim đó vào á. Tuy nhiên có vẻ như là đã có kẻ nào đó phá hủy hết toàn bộ những cái mảnh phim, những cái đoạn phim này rồi, những cái đĩa DVD á, cho nên á, những cái đĩa DVD, cho nên á hả là bây giờ bên trong cái đường đồ này không có một đoạn video nào cả, không có một cái đĩa phim nào cả. Vậy thì chắc chắn cái đĩa phim này chính là một đĩa phim vi phạm tiêu chuẩn đạo đức mà đã có kẻ nào đó cố gắng giấu đi. Được rồi, vậy thì bây giờ để mình thử bật lên mình coi thử nha. Ủa, từ từ. Mình nghe tiếng của dân làng. Có dân làng nào đó ở đây hả ta? Ơi, từ từ. Nhìn nè, ở trên ngôi nhà này có một cái gác mái hay sao á. Đâu, để mình lên mình coi thử coi. Hình như là có dân làng trên đó hay sao á. Và ơi, đúng rồi nè, có dân làng trên đó thiệt sự luôn. Nhưng mà nhìn ông ta hoảng sợ lắm luôn á. Ông dân làng ơi, có chuyện gì vậy? Dân làng trốn chạy. Bọn họ đã tự tàn sát lẫn nhau sau khi xem đoạn băng đó. Tôi phải trốn. Hả? Bọn họ đã tự tàn sát lẫn nhau hả? Có nghĩa là sao hả ông nhân làng? Có khi nào là bọn họ đã xem đoạn phim này rồi bọn họ tự tàn sát lẫn nhau không ông nhân làng ơi? Đúng không vậy? Dân làng trốn chạy. Tôi không muốn bị giết. Đoạn băng đó phải bị giấu đi, phải bị phá hủy. Ý ông là đoạn băng này đó hả? Tại sao vậy? Trời ơi, ông ta cười lại luôn. Nhưng mà này, ông ta phát điên rồi. Được rồi. Mọi người ơi, đợi mình xíu nha. Để bây giờ đó hả, mình dẫn ông nhân này về nhà đó hả? Chứ ông ta phát điên rồi. Rồi nè ông nhân làng, bây giờ đó nha, tôi nghĩ rằng đó hả là ông cần phải nên bình tĩnh lại và hãy ở yên trong ngôi nhà này nha. Đừng đi đâu cả. Bởi vì nếu như bây giờ ông mà di chuyển đó hả, là ông á sẽ bị khùng, sẽ bị điên loạn, bị nặng hơn á. Là ông nhân làng ơi, nghe lời tôi nha. Và trời đất, bây giờ đã là 3 giờ sáng trong thế giới Minecraft rồi sao? Thật sự đó nha, một cái giờ phút mà hả không có gọi là an toàn tí nào cả. Tuy nhiên bây giờ mình nghĩ rằng đây đó nha chính là lúc mà mình cần sẽ phải xem cái đoạn phim này. Mình thật sự muốn biết và coi thử xem là liệu rốt cuộc đó hả, cái đoạn phim này nói về cái vấn đề gì mà tại sao tất cả các ông dân làng sau khi xem phim đã tàn sát lẫn nhau. Rồi ông dân làng kia kìa thì trốn chạy rồi trở nên hóa điên luôn. Rồi ok, vậy thì bây giờ sẽ tới lúc rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đóng cửa lại thôi nào. Và mình sẽ bỏ cái đoạn phim này vô. Và mình hy vọng rằng là cái đoạn phim này không quá quái dị mà để mình có thể trở nên khùng điên rồi hả, tự làm hại bản thân luôn. Chứ mình cũng sợ lắm luôn á. Mà thôi, không nói nhiều nữa, bỏ đoạn phim vào nào. Và hiện đang chơi kìa thấy chưa. Rồi,
khi nào thì đoạn phim sẽ bắt đầu xuất hiện đây? Hãy cùng chờ xem nào. Sẽ kinh khủng lắm đây nha. Ôi, có kìa. Cái gì vậy? Đoạn phim bắt đầu rồi. Ôi, đây là Sinsonis mà. Và hắn ta đang bắt đang bắt đất cồ hay sao á? Đâu, để mình coi tiếp nha. Ngươi không thể nào là Sonic. Sonic sẽ không bao giờ làm chuyện này. Wait, what? Nhìn đáng sợ ghê á. Và ngươi đã làm gì với Tails? Trời đất ơi, động cơ của ngươi là gì? What is your motive? Trời đất, cái gì thế? So many questions, quá nhiều câu hỏi. Để ta cho ngươi thấy tất cả mọi thứ và... Ôi, cái gì thế này? Satan, ôi, Tails bị giết chết. Cái gì thế? Và lại một lần nữa, đoạn băng lại tiếp tục được phát lại và phát lại liên tục luôn. I am what I need to be. Ta là thứ mà ta sẽ cần phải trở thành như thế. Ngươi không thể nào là Sonic. Vậy là tất cả các ông dân làng đó nha. Bởi vì đó hả, đã coi đoạn phim Sonic này nè, nên là hóa điên hết rồi. Nhưng mà chẳng lẽ chỉ vì một đoạn phim như thế này đó hả, mà các ông dân làng lại tàn sát lẫn nhau sao? Mình thật sự không thể tài nào hiểu nổi luôn. Và ơi, nhìn kỹ đi, Sinsonis đó nha, đáng sợ thiệt sự luôn á. Ôi, mình đang dần dần nghe tiếng động tới đây kìa. Cái gì thế này, trời đất ơi, đáng sợ quá đi à. Đừng gầm nữa. Cái gì đây? That is the only way. Chết là con đường duy nhất. Sao tự nhiên bây giờ là hiện lên cái mặt của Sinsonis ghê vậy trời? Đừng. Ông dân làng ơi, dân làng hãy sợ cho làng đi ngươi. Chạy thôi. Rồi khỏi làng lên. Rồi khỏi làng đi nhanh làng ơi. Rồi khỏi làng đi. Rồi khỏi làng. Ủa? Ông dân làng hoảng sợ. Ông dân làng đi đâu rồi? Cái ông dân làng mà bởi vì hoảng sợ, bởi vì đoạn băng Sinsonis dữ quá, nên là mình dẫn ông ta trốn qua đây nè. Mà bây giờ ông ta đâu rồi? Sao mà ông ta không còn ở trong ngôi nhà này nữa vậy? Mà sao ở đây bây giờ mình chỉ còn thấy mỗi cái vết máu này nữa là sao? Bộ ông dân làng ông ta đi đâu rồi hả? Dân làng ơi, ông rồi dân làng ơi, dân làng ơi, dân làng ơi! What the... Oh no! Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện kinh dị về việc lý do vì sao mà mình nghĩ rằng các bạn không nên xem đoạn băng, đoạn video về Sinsonis trong thế giới Minecraft. Bởi vì rất có thể nó sẽ làm các bạn ám ảnh mãi mãi và vĩnh viễn. Và điều kinh hoàng nhất là có thể con quái vật Sinsonis đó sẽ giết các bạn, hoặc là đưa Satan, đưa quỷ đến từ địa ngục vào trong thế giới Minecraft của các bạn đấy. Thế nên hãy cẩn thận nhé. Và mình nghĩ rằng bây giờ đây mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ. Can you hear me calling for you?